Hiện tại trên thị trường có rất nhiều mẫu mã lăn khử mùi ETA siêu khác nhau, nên những ai chưa có kinh nghiệm mua hàng hoặc chưa dùng lăn khử mùi này bao giờ, đều rất thắc mắc không biết là lăn khử mùi này có mấy loại. Thì trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn những loại lăn khử mùi ETA siêu đang có để bạn yên tâm mua hàng nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Dòng sản phẩm ETA Siêu, đặc trị gồm có 3 loại dành riêng cho các loại da khác nhau. Tùy cơ địa mỗi người mà chúng ta có thể chọn một sản phẩm thích hợp cho mình. 3 loại da khác nhau mà các dòng sản phẩm của ETA Siêu hỗ trợ chính là da thường, da nhạy cảm và da siêu nhạy cảm. Đối với ETA Siêu đặc trị màu đỏ là sản phẩm dành riêng cho da thông thường, chưa trải qua quá trình xâm lấn. Da không dễ kích ứng với các thành phần lạ thì đây là sản phẩm rất phù hợp. Với cơ chế khử mùi thông minh, sản phẩm hứa hẹn mang đến khả năng khử mùi vượt trội. Còn với lăn khử mùi ETA Siêu, màu xanh được xem là chân ái cho những ai có làn da hay nổi mẩn đỏ, ngứa rát khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da. Ngoài ra ETA Siêu, màu xanh là sản phẩm dành riêng cho làn da nhạy cảm và mỏng mang. Nên da nhạy cảm không cần lo lắng khi lựa chọn sản phẩm khử mùi, nếu dùng lăn khử mùi ETA Siêu. Loại cuối cùng là với những cô nàng có làn da quá mỏng, quá nhạy cảm với các thành phần lạ thì bạn cũng đừng băn khoăn. ETA Siêu có riêng sản phẩm khử mùi dành cho da siêu nhạy cảm này. Đó chính là lăn khử mùi ETA Siêu đặc trị màu nâu. Lăn khử mùi ETA Siêu hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán lăn khử mùi ETA Siêu hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.